I remember. And then, and love, I guess. Quá tuyệt vời, quá sôi động, trời ơi, cảm ơn các bạn dancer. Hi everyone, my name is Jennifer, I'm from Thái Bình nha. Không biết là ban giám khảo dưới có ai có cảm giác giống như Duy Khánh là ngồi dưới coi mà cứ rung á, cứ hồi hộp á. Lúc mà đu lên trên đây là thật sự là ngồi dưới nín thở luôn, phải hú hét thôi chứ biết làm gì hết. Anh Đại Nghĩa. Wow, có cái phần múa cột nữa kìa, hấp dẫn quá, hay quá. Nhưng mà chính vì hay quá cho nên anh tiếc, sao nó ngắn quá. Em xin nói một lời, trước khi lên sân khấu là em nói là bằng giá nào em cũng leo bằng được. Và nếu mọi người để ý kỹ là em đã leo và đã bị tụt xuống rồi. Nhưng mà em phải sống chết, em như là kết quả nhà em phải leo. Cảm ơn em, dù sao cũng đã là một cái phần nó rất là hấp dẫn khi em đưa cái phần múa cột vào.
Nhưng mà anh hơi tiếc chút xíu chỗ này là lịch cô Jennifer là cô có mái tóc rất là đẹp và lúc nào nó cũng bay. Chính những cái lọn tóc nó tung bay nó tạo nên cái sự quyến rũ vô cùng của cái phần trình diễn của cô ấy. Nhưng mà ở đây mình không có kê thêm một vài cái quạt máy phía trước để mình giúp cho cái mái tóc của mình nó bay hơn, nó đẹp hơn. Và có một cái điều nữa chị, trong cái MV là cái cô Jennifer cô có nhảy với một canh vũ công, đầu cũng trọc trọc giống như canh vũ công vừa rồi đó. Là canh vũ công đó là người yêu của cô Jennifer luôn. Và ở cái bản này cũng y chang vậy luôn đó chị. Bây giờ là người yêu đấy hả? Yeah. Quá tuyệt vời. Sao y bản gốc luôn đó. Cũng may là của nhà chồng được chứ không lại phải đi mượn. Em đã có một phần trình diễn thành công. Theo anh thì là thành công nhất trong suốt 4 tuần vừa qua của Phạm Lịch. Ta chúc mừng em. Wow. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa. Và tiếp theo em xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Thì tuần trước chị có nhận xét về Phạm Lịch là Lịch không phải là một người ngay lập tức có thể tách cái hoa để thay đổi 180 độ, nhưng mà Lịch sẽ là một người từ từ như con rùa ấy, nhưng mà rất chắc đi đến đích, và mọi người sẽ luôn có thứ để ngạc nhiên với Lịch. Và hôm nay cũng thế, đoạn đầu mà em hát ấy thì chị chưa thấy thuyết phục lúc ngồi, nhưng khi bắt đầu em ra đây bắt đầu em nhảy, và đặc biệt là cái phần múa cột ấy, chị nghĩ là khó lắm, và em cũng hy sinh về nghệ thuật ghê gớm ấy. Chị thấy rằng là hôm nay là một phần thi tốt nhất của em từ đầu đến giờ. Chị mong rằng là được nhìn thấy em ở những vòng tiếp theo. Đấy mà hôm nay lại còn được nghe câu chuyện Nghĩa tiết lộ là bạn trai của em. Chúc mừng hai em. Giới thiệu công khai trên truyền thông luôn rồi đó. Đấy, chói thế này thì chạy thế nào được. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Tôi thì tôi lại có một cái ý kiến, không biết bữa nay tôi hên hay sao á. Mà cái số này ngồi sao tôi thấy năm em nào cũng hay hết à. Chúng tôi là tại vì chúng tôi soi kỹ quá. Quá và rồi. Như vậy thì hai bạn còn lại không biết làm sao đây nữa nè. Chị ơi, nếu như hai bạn còn lại mà cũng hóa thân giỏi cỡ này trở lên á, là lúc đó không biết ba chị em mình sao đây nè. Chết đó chị ạ. Chấp điểm sao giờ chị. Ừ, tại vì phải nói là cái bài của con, nghĩa là tràn đầy năng lượng, tính giải trí rất là cao, xem rất là mãn nhãn, rồi biểu diễn vũ đạo rất là tốt. Mà phần ca thì cô Linh nói rồi là hôm nay là con ca chắc nhất trong là các buổi nữa. Bây giờ là xem mình thỏa mãn hết tất cả những cái yêu cầu của một cái tiết mục là đầy đủ hết trơn. Chúc mừng tiết mục của con, một tiết mục đã nhận được rất là nhiều lời khen nha.